mua mình 30 triệu kìa, nuôi lái kìa. Có ngày 30 triệu tiêu ngốn quá, tiêu 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 đỡ 3 triệu. Trời mình nói được gì. Gần đài chứ không phải là chưa đài.
nó không lấy. Thì mình lôi từ nó mình lôi vô. Để dưới. Nó già chút. Đấy em vẫn khi bỏ lên nè. Bắt đầu. Đây là dạng kho nót luôn biết rồi. Ủa nhồi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello.